Minh Dũng xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Xin chia sẻ với tất cả người anh em cảnh quan giáo xứ Hầu Tràm, hạt Sương Mộc, giáo phận Bà Rịa, nhà thờ giáo xứ Hầu Tràm, tọa lạc tại đường Xuyên Phước Cơ hay còn gọi là tỉnh lộ 328, ấp Hầu Tràm, xã Phước Thuận, huyện Sương Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cha Chánh xứ Francisco Xavier Vũng Sơn Lâm. Người ôi tình bên
Chúng ta vừa nghe ca sĩ Duy Huyền thể hiện ca khúc Mối Tình Giêsu. Mời quý vị lắng nghe ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Giang Ân, Gia Ân trình bày. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, Tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Tất cả của Chúa.
Dấu chân tác giả Hồng Duy Vu, Minh Dũng trình bày.